khi mà người ta dơ lên một ngón, mình đi mình truyền đạt lại phía sau á là đi hàng một. If you want me to take over, just give me the... Xin chào cả nhà, mình là Việt Lê đây. Chào mừng cả nhà quay trở lại với tập thứ 2 Honda Biker Day tổ chức ở Phan Thiết vừa qua là Hội Mô tô Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ dẫn đoàn bảo vệ lộ trình cho gần 300 chiếc mô tô phân khối lớn của hãng Honda di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết để dự một cái event hàng năm của Honda tổ chức nhằm tri ân khách hàng mua các sản phẩm mô tô phân khối lớn của hãng Honda. Thì bây giờ là đang dẫn một đoàn của top 1, Việt Lê là xe đi đầu, nhận nhiệm vụ là giới hạn tốc độ của toàn đoàn và đảm bảo an toàn phía trên thông thoáng cho đoàn di chuyển một cách trật tự và nề nếp, chuyên nghiệp và văn minh nhất. Thì các bạn có thể thấy phía sau lưng Việt Lê là nguyên một đoàn nối dài đi một hàng một. Và Việt Lê chia sẻ với cả nhà luôn là nhiệm vụ lần này cực kỳ căng thẳng và đầy khó khăn, bởi vì để dẫn một đoàn gần 300 chiếc mô tô thì đòi hỏi phải có sự phân bố lực lượng rải đều và cần rất nhiều yếu tố ở trong đó để có thể bảo vệ toàn vẹn cho một đoàn đi mà không gây ra sự cố nào cả, và cũng tạo hình ảnh đẹp trong mắt người dân ở hai đường nữa, cực kỳ khó. Và nếu các bạn đã từng đi tour, từng đi chơi thì các bạn di chuyển trên 10 chiếc xe là một điều khó khăn để có thể giữ nguyên một đoàn đi đến nơi và đến chốn một cách an toàn nhất. Huống chi đây là một đoàn gần 300 chiếc mô tô và lực lượng mô tô thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có xuất quân 20 chiếc để đảm bảo an toàn cho gần 300 chiếc mà thôi. Đòi hỏi chúng tôi phải chia 200 mấy chục chiếc xe ra làm 4 tổ để mỗi tổ di chuyển cách nhau 3 phút để có thể giãn cách sự ùn tắc và cũng như tạo cho việc thông thoáng khi di chuyển trên đường và đi rất nhiều dòng xe khác nhau, Sport, Adventure, Cruise, rất nhiều dòng xe và tốc độ nó cũng chênh lệch khác nhau, cho nên để có thể dung hòa và kìm tốc độ của tất cả các xe phía sau lại theo cái sự chỉ dẫn của Hội Mô tô Thể thao Hồ Chí Minh thì rất là khó các bạn, bởi vì là mỗi người mỗi tính cách, và đặc biệt là cái đoàn Việt Lê đang dẫn là top 1 là chiếm đa số là xe Sport, CBR 600, CBR 650, CBR 1000 các bạn, rất nhiều Sport, tốc độ của Sport rất là cao, hiệu năng vận hành của máy rất là lớn, cho nên là khi đến những đoạn đường mà cảm thấy không an toàn, không cho đoàn vượt thì Việt Lê cùng anh em ở trên tiền phương là bắt buộc phải giảm tốc độ toàn đoàn. Thì giảm tốc độ khoảng chừng 30-40 trong một khoảng thời gian khoảng 10-15 phút thì những chiếc xe Sport rất là nóng máy, một lòng các anh em phải bơm lên trên để mà xả máy, nhưng mà cũng rất là khó để có thể mà ngăn cản anh em được, vì cũng muốn lo cho sự an toàn của toàn anh em thôi. Thì các anh em bơm lên trên thì sau đó cũng anh em cũng đã thòng lại đi theo đoàn, thì mình phải thông cảm cho những trường hợp đó. Nếu mà có những trường hợp đó trong clip thì các bạn cũng hiểu lý do vì sao như vậy rồi.
Ok các bạn, tới điểm dừng chân rồi. Các bạn phải qua đây. Rồi. Xin lỗi lão đâu? Và sau khoảng 50 cây di chuyển thì đoàn đã dừng lại một điểm dừng chân ở Mekong Stop để các anh em có thể dừng lại ăn sáng, nghỉ ngơi và đảm bảo được sức khỏe cho anh em không chạy lâu. Nó sẽ ảnh hưởng tới cái an toàn chung của toàn đội. Đây là một điểm dừng chân mà đã ban tổ chức đã bố trí từ trước, chia ra nhiều cái vị trí đậu của các nhóm, 10 nhóm A, B, C, D, E, F, G, H, G. Thì tất cả các nhóm sẽ đậu theo cái bảng cắm ở trên sân để có thể được đậu nó trật tự và đúng đội hình đội nhóm. Khi xuất phát ra thì sẽ dễ dàng di chuyển hơn. Phải nói là Honda năm nay có một sự đầu tư nó bài bản hơn và chuyên nghiệp hơn. Ok. Và sau khi anh em đã ăn sáng tiếp thêm năng lượng thì mọi người tiếp tục lên đường. Và đây là tốc độ lây dẫn, các bạn có thể thấy là đa số là toàn là xe sport, các bạn CBR650, CBR1000 và có cả CBR1000 SPRRR nữa các bạn. Đi thêm khoảng 75 km nữa thì đoàn đã dừng chân lại một cây xăng cũng đã được bố trí từ trước của bên ban tổ chức để cho mọi người tiếp thêm nhiên liệu. Thì sẽ quay cho các bạn khung cảnh gần 300 chiếc mô tô bao vây cây xăng như thế nào. Xăng các bạn ơi, gần 300 chiếc mô tô đổ xăng. Bây giờ là top 1, top 2 đổ xăng xong rồi, giờ top 3, top 4 đang đổ phía bên kia. 300 chiếc mô tô đổ xăng thì cái xăng cũng có vẻ một ngày khá là đẹp trời với cái cây xăng ở đây. Ok, đây. Tới đây, vô đây.
Đây, đây là đội hình mở đường dẫn đoàn của các anh bên Liên đoàn xe đạp và mô tô thành phố Hồ Chí Minh. Bạn thấy đánh dấu bằng dàn xe màu vàng này, yellow team ha. Tất cả đều được phủ màu vàng luôn. Thì được chia làm 4 top, 4 nhóm, mỗi nhóm thì sẽ do các anh dẫn đoàn, có người mở đoàn, hỗ trợ libero và chốt đoàn luôn nhé các bạn. Em tất cả đều là mang thương hiệu Honda luôn á, CB1000R nè. CB500X. Ở đây Gunwing. Gunwing. Ở đây các bạn. Đây các bạn biết đây là anh Việt Lê ha, channel Việt Lê, ảnh là trong đoàn thì mình sẽ cho một số câu hỏi của ảnh chia sẻ. Anh Việt có thể chia sẻ cho Moto Sài Gòn biết làm như cái nhiệm vụ của đoàn hôm nay và thể giới thiệu sơ về đoàn mô tô dẫn đoàn hôm nay được. Đợt này thì cụ thể là hội mô tô thành phố Hồ Chí Minh thì ra quân là 20 xe mô tô. Thì 20 chiếc để làm nhiệm vụ là mở đường và là bảo vệ lộ trình cho gần 300 chiếc Honda của hãng. 300 chiếc. Gần 300 chiếc, gần chiếc. Hôm qua là 260 chiếc rồi, sáng nay nghe nói là ban tổ chức nói là bổ sung thêm á. Gần 300 chiếc chia làm 4 toán. Thì mỗi toán là gồm 5 chiếc của mô tô sở. Của mô tô sở dẫn, 2 chiếc chạy tiền phương và 1 chiếc chạy ở giữa dàn tốc độ và 2 chiếc cặp hông và khóa đuôi. Thì có mỗi toán nhà bao gồm 5 chiếc chạy bọc lót như vậy để hỗ trợ cho việc anh em di chuyển trên đường nó an toàn hơn và đi theo hàng lối văn minh hơn. Mà em thấy là sáng giờ là tốc độ trung bình của mình là khoảng bao nhiêu? Không nhanh được đâu, bởi vì sáng giờ trong thành phố thì khá là kẹt xe, với một đội hình mà nó dài khoảng chừng 30-40 chiếc cho một toán như vậy là cái việc di chuyển mà hướng dẫn cho anh em di chuyển theo một cái đoàn rất là khó, cực kỳ khó khăn. Dưới 10 chiếc là cũng đã khó rồi, khoảng 10 chiếc đã khó, giờ 3-40 chiếc như vậy cho một toán này giờ rất khó, cho nên tốc độ tầm khoảng 40-50, thậm chí kẹt xe anh em đi tầm 10-15 cây số trên giờ thôi. Nhưng mà những đoạn trận trống thì may ra đều được 60, nhưng mà vẫn tuân thủ theo tốc độ của biển báo. Ok, cảm ơn Việt Lê Channel rất là nhiều ha. Đến được khách sạn rồi cả nhà ơi, buồn ngủ quá, nãy có cái ăn trưa rồi, bây giờ đến cái chỗ này là Silin Phan Thiết. Ở đây tìm dẫn đoàn ở đầu chỗ riêng các bạn, coi cho đầu riêng bên này để tách biệt hẳn với anh em của bên Honda. Đầu này kia là từ hàng A tới hàng G đó, là 250 chiếc ở đầu này kia, còn 20 chiếc của mô tô liên đoàn và đội trong này chia sẻ các bạn luôn, bật mí luôn nè. Đây bật mí các bạn luôn, đây trong 4 con cua này là của là 4 thành viên mà hỗ trợ trong tiếp quay phim của Viclay luôn các bạn. Đây và anh Tuấn Rinh đã mới vừa tậu xe mới Kawasaki con cua 1400
Em tới 09 thì để ở nhà để đi cày ruộng. Anh Tuấn Trinh thật là giàu. Đây các bạn, cái qua cây con cua 1.4 cho ba anh em còn lại, mỗi người chỉ con cua để đi chung với ảnh thôi. Đó, còn đây là xe của Tuấn Tốc Độ, cũng mới đổ lên con cua luôn. Anh đi mua à? À rồi, anh Trinh mua cho Tuấn Tốc Độ. Không còn chỉ FZ1 nữa, lên hẳn con cua à. Bây giờ team của team ăn nhậu Việt Lê bây giờ có 4 con cua. Đây là con cua của Minh Hạm. Đây con cua của anh Việt, cùng tên Việt luôn. Đó, trong rất ăn nhậu thì rất ăn nhậu Việt Lê giờ có 4 con cua. Mấy bikin quên rồi? 4 bikin. Ok. Và Tiệp thì mới vừa đổi gì? CB xuống. CB. À xuống. Xuống Tiệp. 1.000 xuống. 1.000 xuống nữa. Còn 500. Nhưng mà có nghĩa là xuống mà lên, có nghĩa là lên một cái dòng là dòng Adventure. Có 2 thùng ở sau nữa nhưng mà lại đi công tác này nó hơi vướng, nó không gắn thôi. CB500X đầy đủ đồ chơi ha. Ok. Còn mình thì vẫn cứ suốt đời trung thành với Goldwing. Bởi vì chung thủy à, yêu ai yêu một người à. Không đổi lung tung. Đây đã quá, 4 vàng 4 con cua thật là quá đã. Nhất răng thiệt. Đấy. Ngầu không? Đó. Ngầu chưa? Ngầu chưa? Đó. Việt Lê cũng thích con cua các bạn. Hồi xưa Việt Lê cũng đi con cua. Đi vẫn thích. Con cua thiếu mỗi số da nữa thôi. Là perfect. Đấy, sau khi ăn cơm trưa xong thì bây giờ mọi người tập trung về khách sạn đây. Đầu theo cái số thứ tự của cơ nữ lái CB500X. Các bạn ngầu. Đây là chị Giang Tiểu My. Đầy đủ đồ chơi nha. GoPro cạc đô nè. Giáp Combine full nha. Lớn mắt DC nha. Ai nói nữ không chạy được Adventure. Chết, chết cái bộ đồ nghề này. Hơi bị hay luôn. Nhón một chút nhưng mà không sao. Quan trọng là kỹ năng. Khi xe lăn bánh rồi mới biết ai dữ hơn ai. Chúng ta sẽ vẫn còn một chặng đường nữa, đó chính là từ Phan Thiết trở về thành phố Hồ Chí Minh, và vẫn với sự đồng hành của Liên đoàn Mô tô xe đạp Việt Nam. Mọi người thêm một tràng vỗ tay nữa giúp em được luôn ạ. Đây là cái đồng phục của một nhóm nhậu của Việt Lê trong mô tô sở, thì cho các bạn coi đồng phục nhóm nhậu Việt Lê thế nào. Có khoảng 10 anh em thôi, những anh em trong ekip quay phim của Việt Lê á. Đây quay các bạn coi. Hey, hello. Đây. TikTok. Đây các bạn. Yeah. Đồng phục của. Đã không? Đồng phục ở đây có chữ là mô tô bên này mua, mô tô bên này bia. Bởi vì anh em ở đây là chỉ có uống Tiger thôi. Tiger nè đó. Nhưng mà mô tô nha, chỉ có nhậu Tiger thôi. Mô tô, mày quay giữa mô tô coi. Đây, mô tô nè. Và bia, mô tô và bia. Ok, anh em chụp hình nè. Có nghĩa là anh em chỉ có uống Tiger thôi.
Ôi đâu cũng thấy được em mà, mặt em xói lóa, đâu cũng thấy được hết trơn trời. Bây giờ anh em dự xong cái event của The Gladiator của bên Honda rồi. Ê Tuấn lên đây. Ủa, ai chim hả? Không, quay phim để về up YouTube. Chào cả nhà. Mình là Tuấn Tin. Đó. Giải này thì cái dẫn đề này thì anh Việt Lê ảnh sẽ thu gom tất cả các file tổng hợp và để sẽ gửi lên cho mọi người. Ok. Nên là Tuấn Tin sẽ không có lên video lần này. Và hẹn anh em mình sẽ làm cái video hậu cần trong cái video hack sau. Ok, các bạn đăng ký kênh Tuấn Tin nha. Tắt đèn mặt tao bức đẹp trai mày. Ok, bây giờ anh em sẽ đón taxi để đi ăn đặc sản ở Phan Thiết. Theo quy tắc của nhóm anh em mô tô mà gọi là nhậu á thì ai ngồi trước thì sẽ trả tiền mọi người à. Ok. Cái clip này là được 1 triệu view đủ trả tiền taxi nè các bạn. Các bạn nguyên một khi mặc áo Tiger vô quán. Người ta tưởng đâu là tiếp thị như Tiger các bạn. Đây rồi. Tại tới đâu tiếp thị Tiger, người ta kêu ra ngoài bếp hay ra ngoài khu á phục vụ chết. Ê tiếp thị Tiger sao ngồi cái ghế vậy? Đứng lên phục vụ khách coi. Ok anh. Ăn cái coi. Nóng anh ơi, được chưa? Ok. Ok.